Thông tin từ báo Tiền Phong, tại hội thảo chính sách mới trợ lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai 2024 có 180 điều sửa đổi bổ sung của Luật Đất đai năm 2013, trong đó có 80 điều hoàn toàn mới. Theo ông Nhẫn, luật mới quy định trong phân cấp, phân quyền về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. Hiện nay giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, không cần phải trình Thủ tướng Chính phủ như trước đây. Việc này để nhanh tiến độ các dự án, trong đó có dự án bất động sản. Về quy hoạch sử dụng đất, Luật Đất đai 2024 thủ tục đơn giản hơn, phân quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thay vì trước đây phải do Quốc hội phân cấp, phân quyền trong định giá đất. Giao thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thay vì trước đây do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ông Nhẫn cũng cho biết, điểm mới của Luật Đất đai 2024 là quyền của người sử dụng đất, luật quy định sở hữu nhà ở thông thoáng hơn, trong đó người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đối xử như người ở Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng như nhau. Ngoài ra, đối với người gốc Việt Nam ở nước ngoài không còn quốc tịch có thể nhận quyền sở hữu nhà, quyền thừa kế theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất. Đặc biệt, Luật Đất đai mới quy định, đơn vị công lập được chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích trong khu đất đang sử dụng hoặc cho thuê. Quyền thuê trong hợp đồng thuê đất, quyền của người sử dụng đất được chuyển nhượng, được phát sinh khi tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thì khi bán tài sản gắn liền với đất thuê có kèm theo đất, thay vì trước đó nhà nước thu hồi đất, làm các thủ tục tiếp theo mới có thể chuyển nhượng đất. Theo Luật Đất đai mới, không yêu cầu phải đưa mục đích sử dụng đất trong diện tích đất ở của mỗi hộ gia đình vào diện tích quy hoạch. Đất nông nghiệp nằm trong diện tích đất ở trước đây phải đưa vào quy hoạch sử dụng đất, nhưng hiện nay không cần đưa vào mà người sử dụng đất có quyền chuyển đổi mục đích diện tích đó. Cũng theo ông Nhẫn, theo luật mới, thu hồi đất để xây dựng dự án đầu tư xây dựng đô thị, điều 27 quy định rõ phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đấu giá nếu đất sạch, đấu thầu nếu đất phải thu hồi. Muốn đấu giá để sử dụng đất thì phải có quy hoạch, phương án bồi thường, tái định cư phải được cơ quan nhà nước phê duyệt. Luật mới đã bỏ khung giá đất, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định bảng giá đất. Chế độ sử dụng đất được điều chỉnh theo hướng khơi thông nguồn lực. Ví dụ, nhà ở phố được kinh doanh, đất nông nghiệp được sử dụng sản xuất, đất trồng lúa phải sử dụng đất lúa, không giới hạn diện tích. Mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng, kể cả cán bộ cũng được mua trong hạn mức tới 3 hecta. Ngoài 3 hecta vẫn được nhận chuyển nhượng thêm diện tích nhưng sử dụng đúng mục đích. Ông Nhẫn chia sẻ thêm. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy để ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, chưa bao giờ chúng ta có được sự đồng thuận của các cơ quan trung ương và địa phương như hiện nay. Điều này thể hiện sự quyết tâm trong việc ban hành các chính sách để tháo gỡ các khó khăn. Tất cả vì mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án được triển khai, thúc đẩy dòng vốn và thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, ông Hải nói. Mặt khác, cùng lúc nhà nước cũng sửa đồng bộ 4 luật liên quan đến phát triển nhà ở, thị trường bất động sản đất đai. Ông Hải khẳng định đây là hành động thể hiện sự quyết tâm và đồng bộ của pháp luật và tác động trực tiếp, trực diện đến các dự án nhà ở bất động sản, đất đai, tín dụng. Thông tin một số điểm mới tác động đến thị trường, ông Hoàng Hải cho biết, vừa qua, Quốc hội đã thông qua các luật, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đất đai, luật tín dụng. Điểm chung của các nội dung được sửa đổi bổ sung trong các luật này là nhằm đảm bảo phù hợp tình hình kinh tế, tháo gỡ tồn tại, hạn chế, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ giữa các luật này với các luật khác có liên quan để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở và thị trường bất động sản. Đối với luật kinh doanh bất động sản, theo ông Hoàng Hải, một điểm mới nổi bật là các cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ, dưới quy mô nhỏ thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Bên cạnh đó, luật cũng thể hiện tính thống nhất và bổ sung, làm rõ các khái niệm pháp lý quan trọng, trong đó quy định rõ các công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh liên quan đến bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, y tế, thể thao, văn hóa để có ứng xử phù hợp. Ngoài ra cũng làm rõ về condotel, officetel nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho việc đầu tư, kinh doanh các sản phẩm. Luật này cũng tăng sự công khai minh bạch về thông tin dự án, giúp người mua có khả năng tiếp cận nhiều hơn các thông tin sạch, nâng cao việc bảo vệ người mua, giảm rủi ro tranh chấp. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, hiện luật mới cũng quy định các dự án khi đưa vào kinh doanh phải công khai thông tin, điều mà trước đây không có. Cùng với đó là bổ sung rõ các hành vi cấm cũng được quy định chặt chẽ hơn, hay việc mở rộng quyền kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 29 tháng 6, với 404 trên 469 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 83,13%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án một luật sửa bốn luật, tức luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Để xem nội dung chi tiết ra sao, quý khán giả hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành luật, điều chỉnh hiệu lực của bốn luật. Tuy nhiên bày tỏ băn khoăn việc đảm bảo các điều kiện để có thể thi hành luật. Có ý kiến đề nghị giữ nguyên hiệu lực của các luật là ngày 1 tháng 1 năm 2025. Các cơ quan liên quan có thời gian tập trung xây dựng các nghị định, thông tư một cách kỹ lưỡng, chất lượng. Đồng thời các địa phương có thể tiếp cận các hướng dẫn trên xây dựng các văn bản theo thẩm quyền mà các luật đã giao. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ việc chọn thời điểm có hiệu lực của các luật từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Có ý kiến cho rằng chính phủ đã có tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật nêu trên thì chính phủ phải chịu trách nhiệm với đề xuất đó. Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đã thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách mới của đảng và nhà nước ta, khắc phục hạn chế, vướng mắc của các luật trước đây. Nhiều quy định trong các luật này mang tính đổi mới, tiến bộ, được người dân và xã hội kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Cạnh đó, nhiều quy định trong các luật có thể áp dụng được ngay mà không cần văn bản hướng dẫn chi tiết. Vì các luật này sớm đi vào cuộc sống không chỉ là mong muốn mà còn là yêu cầu đặt ra của Quốc hội khi biểu quyết thông qua các luật này. Ông Thanh nhấn mạnh và cho biết từ khi các luật được thông qua, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực, nỗ lực triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trong báo cáo mới đây, Chính phủ cũng cho rằng phương án đề xuất là để bảo đảm không có vướng mắc trong áp dụng pháp luật, đồng thời không gây ra cách hiểu khác nhau. Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, đảm bảo chất lượng, tiến độ, không để xảy ra vướng mắc, không tạo ra khoảng trống pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm. Chính phủ chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các luật, xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai thi hành luật, báo cáo nêu. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng cho biết có một số ý kiến đề nghị thận trọng và tính toán thời điểm luật có hiệu lực cho phù hợp do quan ngại về tiến độ, lộ trình xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật thuộc trách nhiệm của địa phương. Khối lượng văn bản giao cho các địa phương ban hành nhiều văn bản phải căn cứ vào nghị định hoặc thông tư của bộ, ngành, trong khi các văn bản này chưa được ban hành, đồng thời các văn bản của địa phương vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến này cho rằng trường hợp luật được thông qua, thời gian cho các địa phương ban hành văn bản thuộc thẩm quyền rất gấp. Do đó, đề nghị chính phủ nhận diện rõ và đánh giá một cách đầy đủ về rủi ro, thách thức, khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh và có giải pháp phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội là hoàn toàn xác đáng. Đáng chú ý, với các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của địa phương, theo báo cáo, Thủ tướng đã có nhiều văn bản đôn đốc cán bộ, ngành địa phương khẩn trương tập trung ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật. Chính phủ khẳng định, trường hợp Quốc hội thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 7 thì vẫn còn thời gian để các địa phương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Ông Thanh nói về đề nghị chính phủ chỉ đạo sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành địa phương, đặc biệt không để xảy ra vướng mắc do thiếu hoặc chậm ban hành văn bản cụ thể hóa, không để xảy ra tình trạng thông tư chờ nghị định, văn bản của địa phương chờ văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn của Trung ương. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành các luật từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 khi luật này được Quốc hội thông qua. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé! Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.